Hà cập bến, chiếc xe bus từ từ leo con dốc, chạy xuyên một khu rừng nhỏ rồi tiến vào phạm vi phi trường. Hào lại càng hồi hộp. Chung quanh nàng, nhiều hành khách lố nhố xách hành lý đứng dậy. Xe dừng lại ngay trước cửa phòng đợi. Thiên Hạ kéo xuống, đẩy cửa kính bước vào, nhập bọn với hàng chục người đang ngồi chờ sẵn trong đó. Hào nhìn xuyên qua hai lớp cửa kính phòng đợi, thấy chiếc Boeing 727 duy nhất đang đổ xăng. Sân bay có lẽ thuộc loại nhỏ nhất nước, chỉ có một cái phi cơ chở hành khách của hãng CPA và dăm chiếc taxi Grab quản quan đậu thật xa. Hào thèm thuồng ngó đáp người chuẩn bị hành trình và nghĩ đến mình chỉ nay mai cũng sẽ trốn ra đây tìm về chân trời mới. Hào bấm mạnh vào đùi Hằng, nhắc chị quan sát đám hành khách trong phòng đợi. Nàng ghé tai Hằng nói nhỏ: "Này, ra được đến đây kể như là xong." Hằng toan đứng dậy nhưng ông Jim kéo tay nàng và nói: "Hành khách xuống hết thì xe bus sẽ đưa mình vào thành phố." Ông Jim vừa dứt lời, cửa xe khép lại và chiếc bus chở đầu quay về hướng cũ. Hào ngoái cổ nhìn đăm đăm vào phòng đợi phi trường, tiếc nuối ra mặt. Nàng bực bội nhìn chị thanh thản tiếp chuyện ông Jim, dường như đã quên hẳn toan tính ra đi. Chiếc xe bus trở lại con đường đất xuyên khu rừng nhỏ, quẹo trái hướng về downtown. Thành phố dựa lưng vào vách núi, một mặt nhòm xuống bãi biển. Ở đó từng đoàn xe lửa nặng nề, dài thường thượt, nối đuôi nhau. Đó là đoàn xe lửa chở lúa mì lên Grand Super để xuống tàu xuất cảng sang Liên Xô và Trung Quốc. Ông Jim say sưa giảng cho Hằng và Hảo về sinh hoạt trên bến cảng mà ngày mới qua ông đã làm việc cực nhọc suốt mấy năm để dành tiền làm business. Ông nói về cảnh trí, về khí hậu thành phố mà ông không tiếc lời ca ngợi. Một lúc sau ông ngừng nói, đưa mắt nhìn Hằng và Hảo. Hảo quay mặt đi chỗ khác. Bài học sử địa nhạt nhẽo của ông ta không có gì đáng chú ý. Mối bận tâm của Hảo bây giờ là chuẩn bị đi trốn. Ngược lại thì Hằng tỏ vẻ lắng nghe chăm chú và sau cùng lên tiếng hỏi: "Thế ông có định lấy vợ lần nữa không?" Ông Jim buồn rầu nói: "Tôi thì tôi phải thu xếp xong chuyện cũ đã. Nhưng mà lần này nếu có lấy vợ, chắc tôi phải chọn lựa kỹ lưỡng hơn." Hằng toan phì cười: "Lấy vợ thì cứ lấy, chứ biết đằng nào mà lựa. Và lại năm nay ông Jim đã hơn 40, làm gì còn thì giờ để kén chọn nữa." Xe vào thành phố dừng lại trước một shopping mall. Hảo chố mắt nhìn hai bên đường, xúc động về sự sầm uất mà thực sự chỉ là một con phố nhỏ không đáng kể. Nàng từ hải đảo vô đất liền, nhìn cái gì cũng thấy vĩ đại. Ông Jim đứng dậy bước xuống, hai chị em theo sau. Cả ba bước vào shopping mall, đến một quán cà phê self-service. Ông Jim lấy nước uống cho hai chị em, rồi dặn: "Hai cô đợi tôi ở đây. Có đi đâu thì cũng nhớ quay trở lại đây. Tôi về lại cái nhà cũ của tôi. Khoảng 12 giờ trưa thì sẽ trở lại đón hai cô đi ăn cơm. Chủ tiệm này là bạn của tôi. Hai cô cứ tự nhiên. Ngồi bao lâu cũng được, có cần gì thì cứ hỏi ông ta." Hằng và Hảo cùng gật đầu. Ông Jim tiến lại phía quầy nói dăm ba câu với chủ quán rồi bước ra cửa. Chờ ông chui vào taxi, Hảo nhập đề ngay bảo Hằng: "Chị có để ý không? Em thấy đi cũng dễ, không có lắm, một chuyến phà, một chuyến máy bay, thế là xong." Hằng dè dặt nói: "Để tao tính lại coi." Hảo nổi giận vì thấy công lao toan tính của mình sắp trở thành vô ích. "Bây giờ dứt khoát, ngày mai em còn đi mua vé máy bay, ngày mốt mình lên đường." Hằng hoảng hốt kêu lên: "Ở cái con này làm gì mà đi gấp vậy?" Hảo gắt: "Chị lưu luyến gì mà ở lại, không lẽ cả đời cứ chui vào bếp, một ngày rửa mấy trăm cái chén, cọ nồi, cọ chảo, lau sàn bếp à?" Hằng cãi: "Nhưng mà có trốn đi được không, rồi bị bắt lại thì sao?" Câu hỏi cũ kỹ nhưng cũng làm Hảo hơi nhụt chí. Cả hai đều chưa biết gì về luật pháp ở xứ này, cứ yên chí là hễ được bảo trợ thì phải có bổn phận sống chung với người bảo trợ. Hảo tự an ủi: "Thì từ lúc mà lên phà tới lúc mà ra sân bay em để ý là không có cảnh sát, chắc là không sao đâu." Cả hai lại cùng im lặng. Trong thâm sâu Hằng không muốn đi nữa. Ông Jim đúng như lời ông thú nhận, quá chú ý đến chuyện làm ăn. Và vì thế, ông cũng muốn hai chị em Hằng đi theo đúng con đường của ông, gây dựng cuộc sống từ con số không. Như vậy thì bản tâm ông không hề là người có ác tính, chủ trương bóc lột hay lợi dụng chị em nào. Ông không có vợ, thằng con thì học phương xa. Hằng và Hảo có thể ở lại, coi như người trong nhà cùng vun sới công việc và cùng hưởng lợi chung. Gần đây những hôm ông Jim bận việc phải ra ngoài, ông đã kêu Hằng lên đứng ở quầy thâu tiền, chỉ dẫn nàng cách thức sử dụng máy tính.
và không hề dòm ngó kiểm soát nàng. Nàng giật mình cảm động vì được chủ giao cho cả một két tiền, chứng tỏ ông Jim đã tín cẩn nàng, coi nàng như người trong nhà. Ông còn dạy nàng cách thức order thực phẩm cho bếp, nói những câu thật đơn giản và rõ ràng trong điện thoại để người ta mang tôm, cá, thịt bò, rau tươi và trái cây đến thẳng cửa sau nhà hàng cứ 3 ngày một lần. Hằng mơ hồ tự cảm thấy vai trò của mình quan trọng, mặc dù trên thực tế công việc chính của nàng vẫn là rửa chén và mức lương vẫn nằm yên ở 3 đồng 75 cent một giờ. Vất vả buổi đầu giờ đã quen, lại thêm cách cư xử có phần nào đổi khác của ông Jim làm Hằng thêm thoải mái. Như người bị nghẹt cổ lâu ngày bỗng được thông hơi, Hằng dường như không còn nghĩ đến chuyện sang Jim nữa. Nàng ân cần bảo Hảo: "Thôi, tạm thời thì cứ ở lại cũng được Hảo ạ. Chờ một thời gian nữa chị em mình khá tiếng Anh, rồi muốn đi đâu cũng dễ mà." Hảo nhìn chị chán nản nhưng chẳng biết nói gì hơn. Hai chị em ngồi yên một lúc rồi Hằng rủ Hảo đi quanh shopping mall, nhìn ngắm sự náo nhiệt của phố xá. Thoáng trong giây lát, Hảo mong ông Jim bán quách cái nhà hàng ngoài hoang đảo, đưa hai chị em vào đây sinh sống, gần gũi không khí phồn vinh náo nhiệt. Hảo không ngạc nhiên ông Jim bị vợ bỏ, phố phường đô hội như thế này mà không chịu ở, mò ra ngoài đảo vắng mở restaurant. Nếu nàng có thằng chồng như thế, nàng cũng sẽ chia tay. Hai chị em bước vào một tiệm thời trang phụ nữ, đứng ngắm một lúc rồi tạt qua tiệm giày. Bỗng Hảo giật thót người vì sau lưng nàng có giọng nói trẻ con tiếng Việt. Nàng quay lại chố mắt nhìn một đứa bé khoảng 7-8 tuổi đang níu tay người mẹ trẻ. "Đôi giày đau chân, con không đi đâu mẹ ơi." Hảo xông lại vui mừng lên tiếng: "Ơ, chị là người Việt Nam phải không ạ?" Người đàn bà chố mắt nhìn Hảo và Hảo lớn tiếng gọi: "Chị Hằng, chị Hằng ơi, có Việt Nam ở đây là chị Hằng." Bà chủ cau mày vì tiếng nàng nói lớn quá. Hằng đang đứng tuốt phía trong bước nhanh ra. Mọi người ra hẳn phía ngoài hành lang nói chuyện. Chị em Hằng khám phá ra có đến cả mấy chục gia đình Việt Nam định cư tại đây. Hảo luôn miệng suýt xoa: "Trời ơi, vậy mà tụi em không biết gì hết." Người đàn bà nhìn Hảo tội nghiệp: "À, tại sao hai cô lại mò tuốt ra ngoài đó?" Hằng đáp thay em: "Dạ, tại người bảo trợ của tụi em đưa về đó ạ." Hằng hỏi một câu quan trọng: "Thế trong này có bán nước mắm không chị?" Người đàn bà phì cười: "Thứ gì mà không có. Ở đây có một tiệm thực phẩm của người Hoa bán đủ thứ. Họ lấy thẳng từ Vancouver lên. Hảo nhắm mắt, lắc đầu cười buồn: "Nửa năm nay tụi em ăn toàn muối với xì dầu không?" Người kia hỏi: "Thế tại sao hai cô không bỏ vào trong này, ở ngoài đó làm gì?" Hằng và Hảo đưa mắt nhìn nhau, rồi bỗng Hảo hạ giọng, nói nhỏ hẳn lại: "Dạ, em nói thật với chị là tụi em đang định bỏ trốn về Vancouver, không biết có được không ạ?" Người đàn bà ngơ ngác hỏi lại: "Sao là sao? Mà trốn cái gì? Tại sao phải bỏ trốn?" Hảo đáp nhanh: "Thì trốn cái ông bảo trợ." Người đàn bà mở to mắt nhìn Hảo rồi bỗng bật cười và giảng: "Trời ơi, không thích ở với người bảo trợ thì dọn ra riêng chứ, làm sao mà phải trốn. Nói với ông ấy là mình tự túc được rồi, mình cảm ơn người ta rồi đi chứ trốn cái gì." Hằng và Hảo lại chố mắt nhìn nhau. Hảo hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn: "Mình đi được hả chị? Bộ chính phủ không có bắt mình sống với người bảo trợ à? Có cần giấy tờ gì không chị?" Người đàn bà nhấn mạnh: "Cô đi, người bảo trợ người ta còn mừng nữa. Cô ở lại người ta phải lo tìm việc làm, lo nhà cửa cho cô. Cô bỏ đi người ta hết trách nhiệm, ai mà cần cô?" Đứa bé từ nãy đến giờ đôi tay mẹ nheo nhéo đòi về. Người đàn bà hỏi Hằng: "Thế cô ở đây có lâu không, hay là ghé tôi chơi?" Hằng nhìn đồng hồ treo trên tường tiệm giày và lắc đầu: "Em hẹn ông bảo trợ 12 giờ, chắc là không kịp đâu." Hảo giật mạnh bàn tay Hằng: "Cứ đi đại đi, cho ông ấy chờ." Hằng quả quyết: "Không được, muốn đi thì lát nữa ông gặp ông Chim, nói với ông ấy rồi mình đi." Người đàn bà cho nàng số phone rồi dắt con đi. Hảo nhìn theo một lúc, rồi thở phào khoan khoái như chợt tỉnh giấc mộng. Chớp mắt bảo Hằng: "Trời ơi, hóa ra chị em mình chỉ lo vớ vẩn. Không thích ở với ông Chim nữa thì cứ việc dọn ra chứ có cái gì đâu. Em tính thế này nhá, tối nay về thu xếp, ngày mai nói thẳng với ông ấy rồi đi luôn chị nhé." Hằng kéo Hảo trở lại quán cà phê, nàng làng sang chuyện khác: "Việc cần nhất bây giờ là làm sao kiếm được cái chai nước mắm mang về đảo đã." Hảo gạt phắt đi: "Mua làm gì, ngày mai dọn rồi, quần nước mắm đi làm gì?" Hằng đăm chiêu suy nghĩ, Hảo đốc thêm: "Chị em mình ngu quá, cứ tưởng là muốn đi thì phải trốn." Hai chị em ngồi lại trước bàn cũ, Hảo nhìn chị và hỏi thẳng: "Sao, bây giờ chị có đi hay không thì nói dứt đi." Hằng hững hờ: "Đi đâu?"
Thảo đáp. Thì bỏ ông chim dọn vào trong này. Hằng đăm treo nhìn ra khu quả kênh yếu ớt trả lời. Tưởng là dọn đi đâu chứ vào đây thì gần quá. Ông ấy gặp lại thì kỳ lắm. Thảo gắt nhẹ. Thì về Vancouver. Hằng câu giờ. Về Vancouver thì cũng được, nhưng mà cứ chờ thư con Thục đã. Không có nó mình biết đường nào mà mò. Thảo biết chị đang thay lòng đổi dạ, không hăng hái muốn xa ông Jim nữa. Giá như bình thường Thảo đã nổi nóng, nhưng lúc này đang vui vì vừa khám phá ra một sự thật là ở Canada không cần phải đăng ký hộ khẩu, muốn đi đâu thì đi. Cho nên lòng nàng khấp khởi chan hòa. Nàng bảo Hằng. Như vậy là dứt khoát nha. Hễ con Thục nói viết thư là đi liền, nghe chưa? Ông Jim vừa trở lại vui vẻ nhìn hai chị em và nói. Xong hết rồi, thôi bây giờ tôi mời hai cô đi ăn cơm. Ông vào quầy nói dăm ba câu với người bạn chủ quán rồi trở lại đề nghị với Hằng và Hảo. Hai cô chắc thèm Chinese food lắm phải không? Ở đây có một nhà hàng Tàu rất nổi tiếng. Bây giờ mình đến đó ăn. Ba người ra khỏi shopping mall, đi bộ dọc theo con đường chính. Hằng say sưa nhìn ngắm những cửa tiệm hai bên con phố, dừng lại ở một rạp hát và nói nhỏ với Hảo. Mấy năm nay tao với mày chưa đi coi cine nhỉ? Hảo chỉ khẽ gật đầu. Nàng đang bận tâm nghĩ đến tương lai khi rời đảo. Nàng vừa thấy đời mình đang thay đổi, hướng đến một chân trời khác, dù chưa biết sẽ ra sao, nhưng chắc chắn không còn tù túng như ở đây nữa. Lúc vào nhà hàng Tàu chờ ông Jim kêu thức ăn xong, Hảo thẳng thắn lên tiếng. Ông có thích dọn về đây hay là về Vancouver không? Ông định ở ngoài đảo hoài à? Ông Jim ngạc nhiên nhìn Hảo. Lần đầu tiên ông thấy Hảo mạnh dạn, đôi mắt ngó ông không còn khép nép như thường lệ, mà trái lại, dường như có vẻ khiêu khích, bất cần. Ông làm như chưa nghe rõ, hỏi lại. Xin lỗi, cô nói gì? Hảo nhắc lại. Ông định ở ngoài đảo mãn đời hay sao? Ông Jim phân trần. Thì cô thấy đấy, công việc làm ăn đang tiến triển tốt đẹp, dại gì mà mình bỏ đi. Hảo nhấn mạnh. Nhưng mà chị em tôi không muốn ở đó nữa, buồn lắm. Hằng ho nhẹ mấy tiếng, trợn mắt ra hiệu bảo Hảo đừng nói chuyện đó. Nhưng Hảo gan góc tiếp lời. Chúng tôi cảm ơn ông là bảo trợ chúng tôi, nhưng mà chúng tôi muốn dọn về thành phố lớn. Hằng cúi mặt không dám nhìn ông Jim. Nàng bưng bình trà rót ra ba tách. Còn Hảo thì nghênh ngang ngó thẳng ông Jim chờ đợi. Ông buồn rầu đưa tay xoa cằm, lâu lắm mới chậm rãi nói. Tôi không có gia đình, vợ tôi đi lấy người khác, con tôi thì học xa. Thâm tâm tôi vẫn muốn coi hai cô như người trong nhà. Khi bảo lãnh hai cô, tôi có hứa với chính phủ là sẽ lo việc làm, cung cấp chỗ ăn, chỗ ở cho hai cô để bớt gánh nặng cho chính phủ Canada. Dĩ nhiên tôi không thể giữ chân hai cô mãi ở nhà hàng của tôi, nhưng mà tôi định huấn luyện hai cô một thời gian để hai cô quen với đời sống, quen cách thức làm business ở bên này. Một mai khi hai cô khá tiếng Anh và biết lối sống Canada, chừng đó các cô sẽ tự túc. Nhưng ý tôi là muốn hai cô trong tương lai sẽ ở lại quản lý nhà hàng cho tôi, để tôi đi lo làm việc khác. Con đường chính của tôi đã trải qua hơn 20 năm trước khi mới đặt chân đến xứ này. Tôi muốn đem kinh nghiệm ấy áp dụng lại với hai cô. Bước đầu dĩ nhiên là vất vả, nhưng mà ở xứ này muốn thành công luôn luôn cần một thời gian vất vả ban đầu. Nếu hai cô muốn đi, tôi không thể cản được. Nhưng tôi thấy các cô ra đi quá sớm, tương lai chưa biết ra sao, lòng tôi áy náy lắm. Ông Jim ngưng lại đưa mắt nhìn Hằng, đôi mắt và giọng nói của ông buồn vời vợi. Ông bưng ly trà rồi lại đặt xuống và nói. Tôi bắt đầu nhà hàng này bằng cái job rửa chén, rồi phụ bếp, rồi làm busboy, waiter, lên dần đến chip cook mới có thành công được như ngày nay. Chắc hai cô không muốn ở trong bếp nữa phải không? Hay là tôi đề nghị từ nay tôi sẽ mướn thêm người làm trong bếp. Hai cô chỉ việc thay nhau đứng ở quầy tiếp khách và tính tiền. Thay vì trả lương giờ, thì từ tháng tới thì tôi sẽ trả cho các cô lương tháng. Bằng lòng không? Hằng cảm động run run đáp. Dạ thưa, đứng ở quầy thì dĩ nhiên chúng tôi thích hơn. Nhưng mà anh Văn còn kém lắm, nói chuyện với khách chưa được, trả lời điện thoại thì còn vất vả hơn. Ông Jim cười buồn. Như vậy thì tôi biết làm sao bây giờ. Ở trong bếp cũng không bằng lòng, ra coi quầy thì ngại. Hai cô muốn gì bây giờ? Hảo dứt khoát đáp. Chúng tôi muốn đi. Hằng vội đỡ lời. Chúng tôi cảm ơn ông là đã có lòng giúp đỡ chúng tôi. Nhưng nếu mà ở ngoài đảo nó buồn quá. Không phải là chúng tôi muốn xa ông, nhưng chúng tôi cần có người đồng hương chung quanh, cần thức
thức ăn Việt Nam. Tôi có giữ các cô mãi đâu. Ở với tôi một thời gian rồi muốn đi đâu thì đi. Tạm thời đã, các cô cần gì thì có thể order từ thành phố này hoặc là từ Vancouver mỗi tuần một lần. Người ta sẽ gửi phà ra đảo. Các cô tự nấu thức ăn theo kiểu Việt Nam. Như vậy có được không? Hảo toan lên tiếng nhưng Hằng ngăn lại và đáp. Vậy được rồi, chị em tôi sẽ nán lại với ông một thời gian nữa. Rồi Hằng quay sang nạt Hảo bằng tiếng Việt. Mày bất nghĩa vừa thôi, dù sao người ta cũng giúp mình mà. Từ đó Hằng tránh không nói đến chuyện ra đi nữa. Hễ Hảo xa gần nhắc đến, Hằng đều gạt đi và chuyển sang đề tài khác. Ăn trưa xong, ông Jim dắt hai chị em đi dạo một vòng phố, ghé tiệm thực phẩm Á Đông mua ít đồ hộp, rồi ra đón chuyến phà buổi chiều cùng với hành khách vừa xuống máy bay từ Vancouver. Tối hôm đó, Hảo thức trắng đêm để thuyết phục Hằng ra đi. Hằng vốn nặng tình nghĩa lại cả nể, càng ngày càng cảm thấy tội nghiệp ông Jim. Và vì sự tội nghiệp ấy, Hằng có cảm tưởng rằng sự hiện diện của chị em nàng tại tiệm ăn này là điều hết sức quan trọng đối với chủ nhân cũng như khách hàng. Nàng bảo em, mày là đứa vô lương tâm, chẳng có chút tình nghĩa gì cả. Hảo gạt đi. Chị mới là người vớ vẩn, không có mình ông ấy mướn người khác. Hằng ngày người ta đến xin việc thiếu gì, tại có mình ông ấy không muốn mướn ai nữa. Hằng thở dài rồi yên lặng. Nàng lấy quần áo xuống nhà tắm. Bỗng có tiếng đập cửa, rồi hai ba giọng lè nhè vang lên ngoài hành lang. Hằng mặc vội quần áo và gọi Hảo xuống. Hai chị em chạy ra cửa, mở hé và nói, hôm nay tiệm đóng cửa. Một đám đàn ông đa số là dân da đỏ, trên tay hoặc rượu hoặc bia, khật khùng nhe răng cười với Hằng và Hảo. Họ vốn là khách quen, quanh năm đi đánh cá, hai ba tuần mới cập bến một lần. Mỗi lần như thế, chủ ghe chia tiền mặt, có khi mỗi đầu người được cả 30.000 nếu trúng đợt cá tốt. Tiền nhét đầy túi, họ tìm chỗ giải khuây, thường là rượu và gái. Tiệm của ông Jim trở thành nơi dừng chân quen thuộc của họ. Sau mỗi chuyến ra khơi, họ ăn uống rộng rãi và nhất là quăng tiền tip, có khi nhiều hơn cả số tiền phải trả cho mỗi bữa cơm. Hồi mới đến, nhìn những khuôn mặt đỏ gay sần sùi và mái tóc đen rậm lúc nào cũng xâm xấp ướt, Hằng và Hảo sợ lắm, không dám lại gần. Nhưng mà dần dần cũng quen, hai chị em thấy ngư phủ Canada hình như rất hiền, không giống hình ảnh hải tặc Thái Lan thường xuất hiện trên báo. Một người cất tiếng hỏi, nấu đại cho tụi tôi món gì nhậu được không? Món gì cũng được. Hảo trả lời nô rồi đóng cửa lại, nhưng mấy cánh tay bên ngoài cùng súng lại đẩy cửa, bắt Hảo phải mở. Hảo quát lớn, tao kêu cảnh sát bây giờ đó. Đám ngư phủ cười hề hề, một đứa vuốt má Hảo, một đứa đưa bàn tay đặt lên vai Hằng, đồng thời móc túi lôi ra một nắm tiền đưa ra trước mặt nàng. Hơi rượu nồng nặc làm Hằng muốn ói, nàng kêu rú lên. Hảo chạy lại quầy định điện thoại cho ông Jim, nhưng đám ngư phủ nói dăm ba câu rồi lảo đảo kéo nhau đi. Hằng thở phào đóng cửa cài then. Hai chị em bước lên lầu. Hảo bực bội than, làm ăn với mấy cái thằng mọi này có ngày em điên, em đâm chết hết chúng nó. Hằng trố mắt nhìn em. Không phải Hằng giật mình vì câu nói hung hăng của Hảo, mà nàng tức cười vì một đứa con gái nhỏ nhắn như Hảo mà dám nghĩ đến chuyện đâm chém đám ngư phủ da đỏ lực lưỡng. Hai chị em lên giường nằm, Hảo quay lại đề tài cũ. Phải đi chị ơi, ở đây không được nữa đâu. Hằng đáp cho qua chuyện. Ừ thì có đi thì cũng phải chờ lãnh lương đã, bỏ uống lắm. Hảo biết chị rất xao xuyến, không muốn bắt tay vào cuộc phiêu lưu sắp tới. Nàng bỏ xuống lầu vào bếp làm salad. Vừa thái dưa leo, Hảo vừa tự nhủ sẽ bỏ đi một mình rồi viết thư về cho chị. Nửa đêm, đóng cửa quán, hai chị em thu dọn vội vã rồi lên phòng. Lúc này trong bếp đã có người phụ. Công tác cọ nồi và lau sàn, Hằng và Hảo không phải đụng tới nữa. Khi khách về hết, Hằng chỉ việc kiểm tiền, cộng check giao hết cho ông Jim rồi đi ngủ. Nàng thấy tiệm ăn càng ngày càng gắn bó với mình, như chính nàng là chủ hoặc có phần hồn trong đó. Và bởi vậy, nàng không muốn đi nữa. Về phần Hảo thì đã dứt khoát, không có gì lay chuyển nổi. Nhất là khi đọc thư của Thục, thấy mô tả sự sầm uất của phố tàu Vancouver với đủ mọi thức ăn Việt Nam. Cho nên, một buổi tối sau khi nhà hàng đóng cửa, Hảo đi tắm rồi lên lầu, dã từ chị. Đêm nay mặt mũi Hảo nghiêm trọng lắm. Vừa vào phòng, nàng cúi xuống gầm giường lôi chiếc vali ra, mở khóa, moi dưới đáy một sấp tiền, cẩn thận đếm từng tờ. Rồi nàng trao cho Hằng một nửa và bùi ngùi nói. Chị Hằng à, ngày mai em đi Vancouver. Em biết chị không có muốn đi theo em. Em chúc chị ở lại may mắn.
Về đến đó, em sẽ viết thư lên. Nói đến đây, Hảo xúc động muốn trào nước mắt. Nhưng Hằng gắt. Thôi, đừng có nói tầm bậy. Chờ ít lâu nữa, tao với mày cùng đi luôn. Hảo lắc đầu. Không, em biết chị chỉ nói như vậy thôi chứ chị không có đi. Em thì em không thể ở đây được nữa. Chị đừng có nói gì với ông Jim cả. Để em về đến Vancouver rồi, em sẽ viết thư cảm ơn ông ấy. Hằng im lặng nhìn em không nói. Hảo lấy cái túi vải nhỏ gấp hai bộ quần áo mỏng, nhét vào đó bên cạnh mấy thứ lặt vặt. Hằng ngờ vực hỏi lại. Thế mày định đi thật à? Hảo ném xúc động, đáp nhỏ. Em định đi lâu rồi chứ đâu phải hôm nay mới quyết định. Hằng im lặng một lúc rồi bật khóc. Thế mày bỏ tao thật à? Hảo cứng rắn đáp. Không, em đâu có muốn xa chị. Nhưng chị nhất định ở lại thì em biết làm sao. Nếu chị sợ về Vancouver mình bơ vơ thì chị cứ để em đi trước. Em sẽ thu xếp rồi kêu chị. Hằng trả lời để câu giờ. Thì tại sao không chào ông Chim một tiếng? Dù sao mấy cũng là ân nhân của mình mà. Hảo phân trần. Em nghĩ lại rồi, chị nói thì cũng đúng. Chị em mình đột ngột bỏ đi, ông Chim mướn người không kịp thì tội nghiệp ông ấy. Chỉ bằng là em đi trước, một thời gian sau chị sẽ đi. Bây giờ thì chị cứ lại giúp ông ấy đi. Ông ấy có hỏi thì chị nói là em trốn đi vì bạn bè rủ dê. Chị nói sao cũng được, em sẽ biên thư cho ông Chim sau. Hằng nằm im, quay mặt vào vách, nước mắt đầm đìa. Hảo cũng lên giường, vói tay tắt đèn và gỡ gạc thêm một câu. Chị cứ nghĩ đi. Nếu phút chót chị đổi ý thì sáng mai đi với em luôn. Nếu cả chị cùng đi thì mình nói thẳng với ông Chim, chào ông ấy đàng hoàng. Hằng vẫn không lên tiếng. Chính nàng đang hoang mang tự hỏi có nên đi với em hay không. Lúc nãy Hằng còn nghĩ là Hảo chỉ dọa. Bây giờ thì rõ ràng là Hảo sẽ đi thật. Từ ngày cùng Hảo đi buôn ở Sài Gòn, rồi rủ nhau vượt biên, qua đến những ngày tạm trú ở đảo, lúc nào Hảo cũng xông xáo, đỡ đần Hằng. Nhiều hoàn cảnh tưởng chừng không có Hảo thì Hằng đành bó tay. Bây giờ đột ngột Hảo bỏ đi, Hằng cảm thấy lo sợ những ngày sắp tới. Nhưng nếu cả hai cùng ra đi, bỏ ông Jim bất ngờ, thì nàng không đành lòng. Hằng trở mình toan nói với em một câu, nhưng thấy Hảo nhắm mắt dường như đã ngủ, Hằng khẽ thở dài rồi im lặng. Sáng hôm sau, Hằng có nhiệm vụ dậy sớm mở cửa tiệm đón được khách ăn sáng từ 7 giờ. Ông Jim lúc này thường lại trễ, chỉ có mình Hằng ở quầy. Khoảng 9 giờ, Hảo thức giấc, đồng đỉnh đánh răng rửa mặt rồi xách túi xuống nhà ra lối sau. Nàng đứng trong bếp nhìn chị một lúc rồi dứt khoát ra phố, đến Travel Agency mua vé lên đường. Hảo muốn chạy lại ôm lấy chị trước khi ra đi, nhưng lại sợ làm Hằng òa lên khóc, nên đành đứng yên tại bậc cửa. Hảo thở mạnh ngó quanh khắp lượt từng góc cạnh trong căn nhà bếp. Giang Sơn buổi đầu lập nghiệp của chị em nàng trên xứ lạ quê người, gã đầu bếp đang chiên bacon cho khách ăn sáng, gã phụ bếp thì vừa đổ thêm cà phê vào máy, vừa huýt sáo một bản nhạc thịnh hành. Hảo nhìn chị ngoài quầy một lần nữa, rồi lầm lũi xách vali ra phố. Hãng máy bay duy nhất có lộ trình từ đây về Vancouver là CPA, và bởi vì chỉ có một hãng duy nhất không bao giờ phải cạnh tranh, nên cũng chẳng bao giờ vé bán sale. Hảo lấy chuyến bay 12 giờ trưa, sẽ đến Vancouver khoảng 1 giờ rưỡi. Cầm vé trong tay, Hảo lên xe bus ngồi chờ, nghĩ đến Hằng nôn nao trong lòng, có lúc đã toan bước xuống trả lại vé. Đúng 10 giờ, chiếc bus chở hành khách thưa thớt xuống phà để vào đất liền ra sân bay. Hảo dán mắt vào cửa sổ, nhìn về phía nhà hàng một lần cuối, rồi thở mạnh cúi xuống, mân mê tấm vé máy bay trong tay. Lòng nàng hỗn độn những cảm giác đối nghịch nhau, vừa vui vừa mừng tượng một chân trời mới, vừa lo vì chả biết tương lai sẽ ra sao. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Hảo, nàng giật thót người ngẩng lên. Một ông già hỏi nàng, cô xích vào cho tôi ngồi được không? Hảo hoàn hồn nhấc cái túi đặt xuống chân nhường chỗ. Ông già nói cám ơn rồi bắt đầu hỏi chuyện Hảo. Nàng lơ đãng không muốn trả lời, một phần vì đầu óc đang hoang mang, một phần vì giọng nói của người bên cạnh rất khó nghe. Nhưng khách lì lợm gợi chuyện, Hảo bực bội nói excuse me, rồi xách túi đứng dậy xuống tuốt hàng ghế cuối cùng. Tới sân bay, Hảo lại sốt ruột theo hành khách vào phòng đợi. Lần trước ông Jim đưa chị em nàng ra đây, nàng hồi hộp tìm hiểu lộ trình đường đi nước bước để âm mưu đi trốn. Lần này thì nàng biết mình có quyền
nghênh ngang bỏ đi, nên nàng rất bình thản và có đôi lúc chợt bật cười vì sự khờ khạo của hai chị em mấy tháng vừa qua. Nàng nhìn qua lớp cửa kính và tưởng tượng ra nếu ông Jim bây giờ bất ngờ xuất hiện, năn nỉ nàng trở lại thì nàng sẽ phải trả lời như thế nào. Sau lưng Hảo bỗng có tiếng nói tiếp viên hàng không cất lên trong máy phóng thanh, làm Hảo giật mình quay lại. Tuy không hiểu hết, nhưng thấy mọi người chung quanh xếp hàng để ra phi cơ, Hảo mau mắn làm theo và lòng bỗng nao nao buồn vì nghĩ đến những buổi tối Hằng sẽ nằm một mình trên căn gác chơ vơ, nghe sóng vỗ rì rào đến não mình. Về đến Vancouver, Hảo hồi hộp sống lại cái cảm giác của lần đầu tiên ở trại tị nạn Banh Sang, cũng ở phi cảng quốc tế này. Hảo gọi điện thoại cho Thục, nhưng không có ai trả lời. Nàng thất vọng tìm một cái ghế trống ngồi đợi và cứ mấy phút lại kêu một lần. Chờ đến 2 tiếng đồng hồ, Hảo đành liều gọi taxi và đưa cho tài xế địa chỉ ghi trên lá thư của Thục. Khoảng 5 giờ chiều, nàng đến một con phố nhỏ gần Chinatown. Hảo nhìn lại số nhà rồi xông vào gõ cửa. Không có ai trong nhà. Hảo hồi hộp, chớp mắt lo lắng, ngồi bệt xuống thềm chờ đợi. Chiều xuống dần, phố xá ngập tràn xe cộ, khác hẳn hòn đảo nhỏ Hảo vừa từ giã sáng nay. Hảo đứng dậy lang thang ra khu phố chính. Con đường quen đơ san sát những cửa tiệm, nhà hàng, màu sắc quen thuộc như đưa Hảo trở về chợ lớn. Nàng vui chân bước đi, bước mãi đến lúc ra khỏi khu Chinatown mới giật mình mở túi vải, lôi ra chiếc áo ngắn khoác ngoài. Rồi nàng lại ngồi xuống chỗ cũ. Hảo nhớ tới ông Jim, tới Hằng và chợt ân hận đã bỏ đi một mình, lạc vào một thành thị quá lớn mà không hẹn trước với người duy nhất nàng quen là Thục. Đêm hôm qua, Hảo đã lưỡng lự mãi, định gọi điện thoại về đây, nhưng Hảo chưa biết sử dụng phone long distance. Hơn nữa, Hảo không có điện thoại riêng, xài của nhà hàng Hảo không dám. Bây giờ, nàng mới thấy mình sơ hở. Giá như có Hằng bên cạnh, dù chẳng giúp gì được Hảo, Hảo cũng đỡ sợ hơn. Ngồi một lúc, Hảo bồn chồn đứng dậy. Nàng trở lại đường Pender, ghé vào một tiệm ăn. Nàng khép nép ngồi xuống, gọi tô mì hoành thánh, vừa ăn vừa suy tính xem đêm nay sẽ ngủ ở đâu. Chung quanh nàng, thực khách ồn ào chan húp, ngồm ngoàm nói chuyện, có lúc cười vang, bất cần để ý đến bên cạnh. Hảo bồn chồn bỏ dở tô mì, ra quầy trả tiền rồi quay trở lại nhà Thục. Nàng định tâm, lần này nếu không gặp, nàng sẽ lang thang đi tìm hotel ngủ trọ một đêm. Nếu không may Thục đã dọn đi chỗ khác, không thể kiếm ra, thì chiều mai Hảo sẽ ra phi trường, mua vé máy bay, trở về lại với ông Jim. Vừa suy tính, Hảo vừa thất thểu thả bộ về nhà Thục và mệt mỏi ngồi chờ trước cửa. Cả tiếng đồng hồ sau, giữa lúc nàng tuyệt vọng toan quay lại phố tàu để kiếm khách sạn, thì vợ chồng Thục về tới. Nhìn thấy Hảo, Thục tròn mắt, kinh ngạc hét lên. Ôi con khỉ, tối hồi nào, tại sao không phone cho tao trước? Phone tao trước thì tao xin nghỉ ra tận phi trường đón mày. Hảo mừng quá không biết nói gì, chỉ cười. Tương lai chưa biết sẽ ra sao, nhưng ít nhất sự xuất hiện của người bạn đã lôi Hảo ra khỏi nỗi bế tắc đêm nay. Thục mở khóa cửa, bật đèn, lôi Hảo vào nhà trong khi Đảm chạy vòng ra phía sau đậu xe. Thục mời Hảo ngồi rồi phân trần. Tụi tao làm ca chiều, 4 giờ đi 11 giờ về ngày nào cũng vậy. Rồi Thục nhìn quanh và hỏi Hảo. Chị Hằng đâu? Hảo buồn rầu đáp. Bà ấy không chịu về. Tao cứ rủ mãi mà chả được, vừa nhát gan lại vừa nặng tình nghĩa. Thục mở khóa cửa, Hảo theo sau. Thục quăng cái bóp trên mặt tủ rồi đỡ hành lý cho Hảo. Hảo rón rén ngồi trên chiếc sofa bọc vải nâu bạc thích. Ở cả 4 góc, những vết rách được bọc lại bằng băng keo rất vụng về, còn lòi ra vài cọng cỏ khô. Tấm thảm màu nâu vàng trải trên sàn nhà cũng đã biến thành màu đất, lởm chởm hàng chục vết thuốc lá đen thui. Ở góc phòng khách đối diện chỗ Hảo ngồi, 3-4 cái gối xếp chồng lên đống chăn mền, cái nào cũng cũ kỹ như nhau. Nhìn sâu hơn vô nhà bếp, Hảo bắt gặp từng chồng bát đĩa, nồi chảo xếp tràn ra ngoài bồn rửa chén. Mùi ẩm mốc và hành mỡ bốc lên rất nặng nề, còn hơn cả khu bếp trong tiệm ăn của ông Jim. Tự nhiên Hảo thấy mất cảm tình với Thục vì bàn tay đàn bà mà không làm cho nhà cửa gọn ghẽ.
Thục lăng xăng mở tủ lạnh lấy nước cho Hảo, nhưng tìm mãi không ra một cái ly sạch. Hảo lắc đầu bảo, thôi ta không uống đâu. Thục đang cầm chai coca, vội bỏ lại trong tủ, bước ra ngồi xuống bên Hảo và hỏi, thế hành lý của mày đâu? Bộ có mỗi cái túi này sao? Hảo cười, tao trốn mà, đâu có dám mang cái gì. Hảo kể vắn tắt cho Thục cuộc sống trên đảo và những toan tính trốn chạy của chị em nàng. Thục mấy lần ngắt lời, hồi ở trại tao cứ tưởng là mày thông minh lắm, chứ đâu có ngờ mày cũng khờ không thua gì tao. Mày bỏ đi, người báo trợ càng mừng, đỡ phải nuôi, việc gì phải trốn. Hảo cười thoải mái, thì tại mới ở Việt Nam quá, tưởng bên này cũng phải đăng ký hộ khẩu. Hảo vừa dứt lời thì Đảm cầm sâu chìa khóa bước vào. Gặp lại Hảo, lòng chàng bừng bừng những kỷ niệm cũ, nhưng chàng hoang mang vì không thấy Hằng, người trong mộng của chàng từ buổi mới gặp lần đầu bên Mã Lai. Lạ thật, chiếc quần của Hằng rơi vào chảo mì của Đảm, Đảm đã cắn răng đổ đi không ăn, mà tại sao lòng vẫn lưu luyến hình ảnh của Hằng như uống nhầm liều thuốc bùa yêu của phù thủy. Lúc nãy khi vừa quẹo xe vào sân, nhìn thấy Hảo trong ánh đèn pha, Đảm đã giật mình thảng thốt và yên chí được gặp lại Hằng sau hơn nửa năm xa cách. Bây giờ chỉ thấy có Hảo, Đảm nhíu mày ngẫm nghĩ và tự hỏi, không lẽ Hảo dám đi một mình? Đảm ngồi xuống bên cạnh Thục và mong manh hy vọng rằng Hằng cùng về Vancouver với Hảo. Nhưng tạm thời, có thể Hằng đang ghé thăm một gia đình nào khác chăng? Sáng mai mới đến đây. Hảo nhìn Đảm, hỏi một câu cho có chuyện. Anh Đảm mới qua mà đã biết lái xe giỏi quá. Đảm cười, qua một tháng là anh đi học lấy bằng ngay, rồi sắm cái xe cũ. Tại vì cả Thục lẫn anh cùng đi làm xa, đón xe buýt thì mất giờ lắm. Hảo thấy Đảm trước mặt nàng lúc này không còn là cái anh chàng nhạc sĩ tóc dài ngồi đánh guitar trước cửa lều ở trại tị nạn nữa. Đảm chững chạc hơn, nhưng cũng lo âu hơn. Cả Thục cũng thế. Cái lối tiêu tiền phóng tay bao hết mọi người chung quanh, sang đến đây là dứt hẳn. Chẳng những dứt mà Thục còn cảm thấy hối hận vì tiếc của nữa. Mỗi hoàn cảnh tất nhiên đòi hỏi một cuộc sống riêng cho thích hợp. Ngồi một lúc theo dõi câu chuyện giữa Thục và Hảo, Đảm nhịn không nổi, đành lên tiếng hỏi, thế cô Hằng đâu, không về chung với Hảo hay sao? Hảo ngước mắt nhìn Đảm và đáp, lúc nãy Thục cũng hỏi em về chuyện chị Hằng, chị Hằng không chịu đi, em nói thế nào cũng không đi. Đảm hết sức thất vọng nhưng cố gắng giữ nét thản nhiên và nói, nghe Hảo kể thì chưa nói buồn chết, cô Hằng ở lại một mình, kể cũng gan thật. Hảo kể vắn tắt, thì lúc đầu hai chị em không biết luật lệ bên này, cứ tưởng là phải bỏ trốn. Chị Hằng sợ lắm, chị lo là trốn thì bị bắt lại vào tù, cho nên chị bảo là thà ở lại coi tiệm trong chim còn hơn là mạo hiểm. Về sau thì khi mình biết là mình muốn đi đâu cũng được, thì bà Hằng bà lại đổi ý không muốn đi nữa vì tội nghiệp ông chim. Chị Hằng em thì anh Đảm biết mà, nặng tình nghĩa lắm. Đảm nén tiếng thở dài kết luận, vâng, cô Hằng thì lúc nào cũng vậy, từ bên trại tị nạn thì anh đã biết rồi. Người như vậy thì kể cũng tốt. Rồi Đảm đứng dậy và bảo Thục, thôi khuya rồi, để Hảo đi ngủ. Đêm nay anh ngủ ngoài này, hai cô nằm trong buồng với nhau mà tâm sự. Dứt lời, Đảm bước vào buồng tắm. Chàng nhìn mình trong gương, nao nao nhớ lại những ngày tạm cư trên đất Mã Lai, lòng buồn vời vợi vì nghĩ đến Hằng. Chàng đánh răng rửa mặt vội vã, rồi vào buồng ngủ ôm cái mền da quăng trên sofa. Chàng tắt bớt đèn, ngồi xuống ghế vói tay bật tivi coi, trong khi chờ Thục và Hảo lục đục trong buồng tắm. Nửa tiếng đồng hồ sau, khi Thục và Hảo đã khép cửa buồng ngủ, Đảm mới đứng dậy tắt hết đèn trong nhà và mò mẫm trở lại ngả người trên sofa. Chàng kéo tấm chăn đắp ngang ngực nhắm mắt lại, nhưng trí óc hỗn độn khó dỗ giấc ngủ. Trong bóng tối mờ mờ, chỉ có chút ánh sáng từ ngọn đèn ngoài hành lang hắt vào qua lớp màn cửa sổ. Đảm nằm ôn lại những kỷ niệm cũ ở trại tị nạn, mặc dầu thật sự thì chỉ có mỗi cái kỷ niệm to tát là chàng đã quen Thục và bây giờ chung sống với Thục. Cái kỷ niệm ấy thì Đảm lại không muốn nhớ, bởi chàng chỉ nghĩ đến Hằng. Chàng nghe tiếng rầm rì to nhỏ từ buồng ngủ vọng ra, lẫn với tiếng cười bật lên từng hồi. Chàng biết chắc đêm nay cả Thục và Hảo đều sẽ thức rất khuya. Đảm đoán đúng, hai người lên giường ôn lại quãng thời gian ở đảo. Thục nói nhiều về gia cảnh của mình, giọng nàng buồn xa vắng, mất hết tính hồn nhiên thường lệ. Người ta nói con gái lấy chồng bao giờ cũng biến tính. Dĩ nhiên, vì lấy chồng dù sướng đến đâu cũng vẫn chồng chất mối lo trong đầu. Huống hồ Thục lại gánh thêm tin buồn về ba nàng ở Việt Nam. Quả đúng như lời Đảm phỏng đoán tại trại tị nạn, ba của Thục kiếm được hơn 1000 lượng vàng
nhất dạ đế vương hơn nửa năm, thì chính đám công an ở Tiền Giang làm ăn chung đưa ông vào tù và tịch thu gia sản. Nguồn tiếp tế của Thục chẳng những bị cắt đứt mà bây giờ nàng còn phải gửi ngược tiền về cho người cô để nuôi ba nàng trong khám. Hai vợ chồng cộng lại mới được 8 đồng một giờ. Chắt chiu thì đủ sống chứ chưa bao giờ dư giả. Cho nên Thục kết luận. Nhớ lại những ngày bên đảo tao thấy tiếc quá. Hảo an ủi. Thôi tiếc thì cũng chẳng lấy lại được. Cái gì đã qua cho nó qua luôn đi. Chính Hảo cũng tiếc những ngày tạm trú Mã La, nhất là mấy tháng đầu về ở đảo với ông Jim. Bây giờ thoát khỏi hòn đảo cô quạnh đó, nhưng đã chắc gì tương lai sẽ khá hơn Thục. Gần 3 giờ sáng Hảo mới ngủ thiếp đi. Bên cạnh nàng Thục vẫn tiếp tục thì thầm kể chuyện. Cho đến lúc nghe tiếng thở đều đặn của Hảo, Thục mới biết là Hảo đã ngủ say. Thục ngưng lại và thở dài. Sáng hôm sau thức dậy, Hảo nhớ ngay đến Hằng và ông Jim, định tâm lát nữa sẽ phone về đảo. Rồi Hảo lại nhớ đến câu chuyện dài dòng Thục kể đêm qua. Nàng quay sang thấy Thục vẫn còn ngủ say, đã toan ngồi dậy. Hảo lại dán nằm im sợ đánh thức Thục. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, soi nghiêng khuôn mặt hốc hác của Thục, làm nổi rõ những nét gầy guộc đến tội nghiệp. Hảo nghĩ lại lời Thục vừa nói với nàng đêm qua. Người ta uống thuốc ngừa thai thường là mập ra, tao thì càng ngày càng ốm đi, kỳ quá. Nằm một lúc nữa Hảo rón rén ngồi lên, nàng muốn vào phòng tắm trước khi mọi người tỉnh dậy. Nàng nhẹ nhẹ xoay nắm cửa buồng ngủ, mở hé trông ra và choáng váng nhận ra có tới 3 người đàn ông nằm lăn lóc giữa phòng khách. Đàm nằm ngửa sát salon, bên cạnh chàng một gã trẻ tuổi hơn cũng nằm ngửa, há hốc mồm thở khò khè. Bên kia là một người khác cũng cỡ tuổi Đàm, úp mặt lên gối, tấm chăn tuột xuống ngang bụng để lộ cái lưng gầy, mụn đỏ lấm tấm. Hảo ngơ ngác quay lại nhìn Thục, lưỡng lự không biết nên leo lên giường nằm tiếp hay bước qua 3 người kia để vô phòng tắm. Tối hôm qua rõ ràng chỉ có 2 vợ chồng Thục, sáng nay lòi ra thêm 2 người đàn ông nữa. Đứng một lúc, Hảo lấy kem đánh răng, bàn chải và khăn mặt, men theo vách tường vào phòng tắm. Lúc Hảo trở ra thì Đàm đã ngồi dậy, vuốt lại mớ tóc, nhìn Hảo ngượng ngập. Hảo mỉm cười rồi đi nhanh vào buồng ngủ, cài then trong để thay quần áo. Nàng ngồi trước bàn phấn nghèo nàn của Thục, vài thỏi son, 2-3 hộp phấn loại rẻ tiền. Hảo mở sắc tay của mình lấy mỹ phẩm ra trang điểm. Thục vẫn chưa dậy. Hảo bước lại cửa sổ nhìn ra đường, xe cộ nối đuôi nhau nườm nượp, chạy tuôn về phố Tàu, khác hẳn với hòn đảo nàng mới từ giã sáng hôm qua. Đêm qua chắc Hằng một mình ở tiệm ăn của ông Jim đã khóc hết nước mắt vì vắng Hảo. Hảo chợt thở dài, quay vào, ngồi ghé xuống mép giường. Thục trở mình rồi choàng dậy, dụi mắt nhìn Hảo. Ủa, mày dậy lâu chưa? Sớm thế. Hảo hỏi ngay. Này, ai nằm ngoài phòng khách mà đông vậy? Thục ngồi lên, dựa lưng vào vách, giọng mệt mỏi đáp. Mấy đứa em. Hảo hỏi lại. Tại sao đêm qua ta không có thấy? Thục vừa dụi mắt vừa nói. Ừ thì làm ca tối 1 giờ sáng mới về. Hảo thấy rõ ràng không thể tá túc tại đây được. Nhà gì mà toàn đàn ông, không hiểu tại sao Thục có thể sống như thế này được. Mỗi lần đi washroom xấu hổ chết. Nàng quay lại hỏi Thục. Mấy giờ mày phải đi làm? Thục đáp. 3 giờ. Nhưng mà hôm nay tao ở nhà với mày, ra phố Tàu chơi. Hảo mừng lắm nhưng vẫn ra vẻ ái ngại. Nghĩ làm gì phí tiền. Thục vói tay mở cửa sổ và đáp. Có bao nhiêu đâu, 1 ngày 32 đồng, trừ thuế thì còn khoảng 27 đồng, ăn thua cái gì. Hảo thấy bồi ngồi vì Thục lúc này tính toán từng đồng, khác hẳn những ngày vung tiền bừa bãi ở trại tị nạn. Nàng nói. Hay là mày cứ đi làm đi, tao ở nhà một mình cũng được, tối về thì gặp nhau. Thục bước xuống và quả quyết nói. Không, tao nghỉ mà. Thục mở khóa cửa bước ra, thản nhiên vào phòng tắm. Hảo ngó theo lắc đầu tự hỏi tại sao Thục có thể mặc đồ ngủ mong manh như vậy mà nghênh ngang đi lại trước mặt 2 gã con trai không phải là chồng mình. Lớp vải trắng đục thấp thoáng cặp giò trường túc hằn lên chiếc quần lót nhỏ bên trong. Thục bất cần đã đành, mà Đàm cũng thản nhiên không ngăn cản vợ. Chờ Thục thay quần áo xong, 2 người ra phòng khách. Chồng Thục vừa vào phòng tắm, 2 gã con trai ngồi dựa tường, mắt kèm nhèm ngước lên nhìn Hảo. Một gã cởi trần, một gã khoác vội chiếc sơ mi nhưng không gài nút. Thục giới thiệu. Đây là Trọng, bạn của anh Đảm. Thục hướng về phía người thứ 2 và tiếp. Còn đây là Nam, em bảo con Đảm làm chung nhà hàng với Trọng đó. Cả 2 nhìn Hảo khẽ gật đầu nhưng không đổi sắc.
Hình như họ còn bực tức vì bị đánh thức quá sớm. Hảo thấy không khí trong căn nhà này kỳ cục quá, còn hỗn độn hơn cả ngày ở trại tị nạn. Hảo đứng sớ rớ, thừa thãi. Chẳng lẽ ngồi xuống sofa để nhìn hai gã con trai lạ mặt kia hay sao? Nàng bước lại bồn rửa chén, săn tay áo, vặn nước và thanh toán đống bát đĩa ngổn ngang trên đó. Thục nói, thôi cứ để đấy cho tao đi. Nói thế nhưng Thục không hề chủ tâm ngăn Hảo. Đàm từ washroom đi ra, Trọng bước vào, rồi một lúc sau, Trọng ra, Nam vào. Dường như đã có một thời khóa biểu sử dụng buồng tắm, ai trước ai sau. Tiếng nước giật cầu cứ liên tục vang lên từng chập, tiếng ho, tiếng khạc, tiếng xúc miệng, làm Hảo muốn ói. Nàng tự hỏi không hiểu làm sao Thục có thể thản nhiên sống như thế này được. Thanh toán xong đống bát, Hảo lấy xà bông rửa tay, rồi nhìn quanh bếp tìm tờ giấy lau, nhưng cũng không có. Nàng vẩy tay thật mạnh mấy cái rồi xoa vào nhau cho khô. Nam, em họ của Đàm đang thay quần áo, vội lôi dưới gầm sofa hai cái đĩa và muỗng nĩa mang lại cho Hảo và nói, chị rửa luôn giùm, bỏ dưới gầm ghế lâu quá rồi. Hảo nhìn những hạt cơm khô quắn dính chặt trên hai cái đĩa, bực mình nói, anh bỏ vào cái bồn ngâm đi. Nàng ngồi xuống salon chờ Thục đang nói chuyện với Đàm trong phòng ngủ. Cửa bên ngoài bỗng xịch mở, một gã con trai đeo cái túi bước vô, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Gã nhìn Hảo thật nhanh, rồi vào thẳng buồng tắm. Tiếng nước đái xối xả vọng ra khá lâu, rồi im bặt. Một lúc gã trở ra, tiến lại góc phòng khách. Gã kéo cánh cửa, mở closet đặt cái túi xuống. Hảo tưởng gã lấy quần áo để thay, nhưng gã chui hẳn vào bên trong, kéo cửa lại rồi nằm ngủ luôn trong đó. Cái apartment một phòng ngủ mà chứa đến 5 người, khủng khiếp nhất là trong 5 người ấy chỉ có một người đàn bà trẻ. Và khủng khiếp hơn nữa là 5 người ấy chỉ có một cái washroom. Ấy thế mà đêm qua vì sợ mình sẽ quấy rầy gặp vợ chồng mới cưới, Hảo ngỏ ý nhờ Thục tìm nhà mướn để nàng ở riêng, thì Thục đã la oai oái đòi giữ Hảo ở lại. Thôi cứ ở lại đây chơi với tao cho vui, mày có một mình mướn nhà làm cái gì, chờ bàng về rồi tính. Bây giờ thì Hảo dứt khoát sẽ ra đi, không thể nào nán lại làm người thứ sáu trong căn nhà này. Đàm và Thục từ buồng ngủ bước ra, Thục nói to với chồng cốt để Hảo nghe thấy. Anh đưa em với Hảo ra phố tàu ăn điểm sấm nhé, rồi tụi mình xuống đao thao chơi. Chiều nay anh vào sở nói với ông Foreman là em đau. Trọng đang chải đầu, quay lại hỏi Đàm. Đi ăn điểm sấm tụi em đi ké được không anh Đàm? Đàm đưa mắt hỏi Thục. Thục liếc mắt nhìn Hảo, nhưng Hảo không trả lời, bước nhanh ra cửa. Nàng đứng trên thềm, nhìn mảng vườn cỏ lan ra cả con đường tráng xi măng, nối từ lộ chính vào nhà. Chờ một lúc, Hảo lại quay vào nhà và hỏi Thục. Căn nhà này mướn bao nhiêu vậy? Thục đáp. 201, cả căn nhà thì có đến 3 hộ mướn cơ, tao thuê một phòng thôi. Hảo lắc đầu than. 201 mà một đống người ở? Thục dài dòng phân bua. Chỉ có 5 người chứ bao nhiêu? Phòng bên cạnh đây nè, Ấn Độ mướn 7 người tất cả. 201 thì vợ chồng tao chịu 100, còn ba đứa kia chia nhau 100. Chúng nó góp tiền chợ mỗi tuần mỗi đứa 20. Ở như vậy thì mới để dành được. Tháng vừa rồi tao mua cái xe cũ 1.400, trả tiền mặt. Tháng này thì định sắm cái tivi màu. Hôm rồi tao lại gửi về cho bà cô tao 400 để chạy cho ba tao ra tù. Nếu mày ở với tụi tao thì tháng đầu thì tao nghĩ là mày khỏi phải trả tiền nhà. Chừng nào mày có việc làm thì tính. Thôi đừng có ngại mà. Nhà tuy đông nhưng mà đi làm hết, nên lúc nào cũng vắng. Vợ chồng tao với Trọng với Nam thì đều làm ca chiều, Chí thì làm ca đêm. Lúc nãy thì mày thấy đó, nó đi làm về là chui vô ngăn tủ ngủ ngay. Chiều tối rồi mới ra, ăn cơm rồi lại đi tiếp. Nhà vắng vẻ lắm. Hảo nghĩ lại lối tiêu xài của Thục ở đảo, bột miệng than. Mày thay đổi quá, khác hẳn khi xưa rồi. Thục cười buồn nói. Ừ thì có ai muốn thay đổi đâu, nhưng mà cuộc sống đổi thay, bắt mình phải đổi thay theo. Anh Đảm ngày trước ở bên đảo, suốt ngày ôm đàn mơ mộng, cứ tưởng là cả đời sống trên mây. Bây giờ cũng cài mút chỉ, hãng kêu overtime là gật đầu liền, cầm chổi cầm sáng, tay chai hết trơn, đờn không được nữa. Hảo ngậm ngùi nhớ đến chuỗi ngày vừa qua bên cạnh ông Jim, và nhận rõ một điều rằng ở đâu cũng phải làm việc. Sống với ông Jim, bám lấy cái nhà hàng, coi vậy mà lắm lúc còn thoải mái hơn cả cuộc sống hiện tại của Thục và Đảm. Ông Jim trả lương không cao, nhưng chị em Hằng ăn tại nhà hàng, ngủ luôn trên lầu. Mọi chi phí kể như không đụng đến tiền túi. Cái check nào cũng đưa thẳng vào nhà băng. Hóa ra từ trước đến nay Hằng và Hảo oán ông Jim, có thể là một điều sai lầm. Trong khoảnh khắc,
Hảo nảy ra ý nghĩ là sẽ không rủ Hằng về Vancouver nữa, cứ để nàng ở trên đó. Nếu sau một thời gian vùng vẫy tại đây mà thấy chẳng có gì hấp dẫn, thì biết đâu chính Hảo sẽ quay về đảo, an phận với nhà hàng của ông Jim. Đàm cầm sâu chìa khóa tựa lưng vào bếp và hỏi: "Đêm qua hai bà đã nói hết chuyện chưa? Nếu mà chưa thì đêm nay tôi lại cho hai bà nằm với nhau thêm một tối nữa." Thục vỗ nhẹ vào đùi Hảo: "Cái con nhỏ này nó ngủ quay ra, có biết trời trăng gì nữa đâu. Em cứ nói, còn nó thì nó cứ ngủ." Hảo cãi lại: "Xạo, lúc tao ngủ chắc là đã gần sáng rồi. Nhưng mà anh Đàm ơi, đàn bà gặp nhau nói chuyện cả năm không hết. Có lẽ anh phải ngủ ngoài phòng khách chừng một năm nữa đó." Đàm cười rồi ân cần hỏi: "Hảo đã phone về cho cô Hằng chưa? Đáng lẽ thì hôm qua Hảo phải phone ngay để chị cô an lòng." Trong lòng Đàm từ hôm qua đến nay chỉ nghĩ đến Hằng. Lấy Thục, chung sống với Thục, ván đã đóng thuyền. Nhưng Đàm không xóa được hình ảnh của Hằng, rằng day dứt nhớ những trưa hè ở trại tị nạn, ngồi trong lều nhìn ra, thấy Hằng bước ngang qua, lúc nào cũng phủ chiếc khăn bông trên đầu vì sợ nắng. Nước da Hằng trắng hồng, mái tóc dài bới lên cao, Đàm khát khao một lần được hôn vào gáy nàng, và chỉ cần dừng lại ở đó thôi, cũng đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Vẫn biết Thục hết tình với mình, nhưng bất chợt có lúc Đàm thấy bừng lên trong tim bóng dáng của Hằng và hối hận đã vội vã lấy Thục. Nay mai Hằng về thành phố này, Đàm mừng tượng trước lòng mình sẽ dậy sóng. Hảo không trả lời câu hỏi của Đàm vì đang ngứa mắt nhìn Nam và Trọng. Nam ngồi ở salon, khẽ đưa mắt nhìn lại rồi cúi xuống hút thuốc tiếp. Trước mặt Nam, Trọng đang đứng múa dao. Nam ngậm lệch điếu thuốc lá một bên mép và bảo Trọng: "Quay thử mấy vòng xem được chưa?" Trọng làm theo lời Nam, con dao nhọn hoắt rớt bịch xuống sàn, cắm ngập trên tấm thảm. Trọng nhảy lùi ra phía sau, rồi cúi xuống nhổ dao lên đưa cho Nam: "Mày làm lại lần nữa tao coi." Hảo ngồi xuống bàn, ngơ ngác nhìn. Nàng rất ngạc nhiên và bực mình vì hai thằng con trai lớn như thế kia mà vẫn còn nghịch dao. Nhưng thực ra thì họ không nghịch. Nam nấu bếp trong một tiệm ăn Nhật đã mấy tháng, mới vận động đưa Trọng vào làm phụ. Nghề khúc của nhà hàng Nhật đòi hỏi phải biểu diễn trước mặt khách, từ cách cắt tôm, thái rau, rắc muối tiêu, xịt xì dầu đều phải nhuần nhuyễn làm đẹp mắt người ăn. Tay phải là con dao dài chừng 3 gang, tay trái là cái xiên cán gỗ cũng dài tương tự, lúc nào cũng múa vù vù như luyện cung phu hoặc sắp phóng ám khí. Thức ăn có thể không ngon, nhưng xảo thuật thì phải điêu luyện. Thằng chủ người Nhật rất phục sự tinh thục của Nam, cho phép chàng kéo thêm Trọng vào để huấn luyện. Nhưng tay Trọng rất vụng về, ngày nào cũng tập múa cả tiếng đồng hồ mà 2 tháng nay vẫn chưa làm được nhuần nhuyễn. Nam đứng dậy, rút điếu thuốc trên môi trao cho Trọng rồi lên giọng đàn anh nói: "Nhìn cho kỹ đây này." Con dao quay vài vòng trong bàn tay phải của Nam rồi cắm gọn vào cái bao Trọng đeo sệ bên hông. Thục từ phòng ngủ đẩy cửa bước ra và lên tiếng: "Nam, làm cho chị cái món chicken teriyaki được không? Ăn đồ xào hoài chán quá." Quay lại phía Hảo, Thục giải thích: "Hai đứa nó làm đầu bếp cho tiệm Nhật, tối ngày tập múa dao." Hảo hiểu ra, vội vui vẻ nói: "Ồ, hèn chi, hôm nào biểu diễn tôi ăn thử xem sao nhé." Nam nghênh ngang nhìn Hảo: "Chị muốn ăn món gì, chị nói một tiếng là có ngay." Dứt lời, Nam tự tin tiết lại trước mặt Hảo, điếu thuốc cháy dở quăng bẹt vào bồn rửa chén. Tóc gã để dài phủ xuống vai, chiếc sơ mi cổ to và dài, quần ống loe, toàn thân từ trên xuống dưới vẫn nguyên vẹn dấu tích thời trang trước 75, đặc biệt là đôi giày con thuyền không bến, mũi to thật to, nặng trình trịch như hai thỏi sắt dưới chân Nam. Thời trang ấy đã thay đổi từ lâu rồi mà chỉ có những người như Nam không biết, vẫn cố bám lấy và tưởng rằng mình đúng mốt. Hôm Trúc, một người du học lâu năm ở Canada đến rủ đi ăn, thấy Trúc mặc quần ống nhỏ, Nam đã ngạc nhiên tự hỏi tại sao một người sống ở nước ngoài lâu như Trúc mà lại lạc hậu không theo kịp quần ống loe. Dần dà cũng có người chỉ cho Nam biết chính gã mới là đứa chậm tiến, vì thế gian này không còn ai mặc quần ống chân voi và để tóc dài nữa. Nhưng Nam vẫn ngoan cố không thay đổi. Hảo ngẩng lên hỏi: "Nam nấu được những món gì?" Gã khoa trương: "Thứ gì cũng được, chị ăn được cá sống không? Ăn cơm Nhật đã là phải ăn cá sống." Hảo bĩu môi nói: "Ừ, nghe nói đã muốn ói rồi." Từ phòng ngủ, Thục nói vọng ra: "Nấu đi Nam ơi, chị mang đi làm." Nam hỏi lại: "Không ăn trưa ở nhà hay sao?" "Không, bây giờ đi ăn sáng rồi trưa thì khỏi ăn." Nam mở tủ lạnh lôi ra con gà đặt trên chiếc đĩa lớn.
Nước pha máu đỏ lờ lờ sóng sánh trên mặt đĩa sắp tràn ra ngoài. Nam vặn nước sát mũi rửa, rồi dùng giấy lau khô đặt trên tấm thớt và hãnh diện nói với Hảo: "Tôi chỉ cho chị cách rút xương, chị muốn học không?" Trong phòng, Thục lại lên tiếng dục: "Làm đi Nam ơi, nói nhiều quá." Gã vui vẻ nói lớn: "Lâu lâu mới gặp người đẹp, biểu diễn vài đường lấy điểm nữa chứ." Gã nhìn Hảo, nhe hàm răng vàng khè cười hề hề, rồi hạ giọng: "Bà khó chịu lắm, còn trẻ mà cứ như một cái bà cụ." Rồi Nam vui miệng kể với Hảo: "Hồi tôi mới vô làm tiệm Nhật, có con nhỏ du khách người Nhật tới ăn, tưởng tôi là người Nhật, sổi ra một tràng tiếng Nhật. Tôi đâu có biết trời chăng gì. Tiếng Anh thì nói được có vài câu. Cũng may là con nhỏ đó tiếng Anh còn thua cả tôi. Thành ra gặp nhau chỉ cười trừ. Không biết thằng chủ Nhật nó nói cái gì, hôm sau thì con nhỏ nó tới. Hết giờ tôi nấu, tôi rủ nó đi cine qua phim tàu. Nó chịu liền. Tôi mang nó về đây. Bà Thục la quá nhất định đuổi đi. Đi thì đi, tôi đưa nó ra khách sạn." Thục lao ra ngắt lời: "Thôi Nam ơi, lại sắp tầm bậy tầm bạ nữa rồi. Chuyện đó mà cứ kể hoài hay ho gì." Nam điềm nhiên tiếp: "Ai dè con nhỏ nó đòi lấy tôi. Chị biết sao không? Nó muốn ở lại Canada. Nó nhờ thằng chủ nó dụ tôi. Nó nói là nếu mà tôi lấy nó thì nó cho 150.000." Hảo cũng phì cười phụ họa: "Cỡ Nam mà nó chịu trả 150.000 cơ à?" Câu khôi hài làm cả Trọng lẫn vợ chồng Đảm cùng cười. Hảo đâm ra hối hận, chưa quen thân mà đã nghịch ngợm, sợ chạm tự ái của Nam. Nhưng Nam vẫn vui vẻ: "Chứ chị tưởng tôi bầu đồ bỏ sao? Tôi chê ít đó." Hảo tò mò hỏi: "Nhưng mà ấy, con nhỏ đẹp không?" Trọng ngồi ở salon vội đáp thay Nam: "Đẹp thì nó đâu có mất 150.000. Đẹp thì thằng Nam sẽ phải tặng ngược lại 150.000 nó mới bằng lòng lấy chứ." Nam cười buồn: "Bởi vậy mới nói, thôi kệ, quen qua đường cho vui." Thục rủ Hảo lại salon, rồi bĩu môi bảo Nam: "Qua đường, chị mà không cản thì Nam chạy theo nó rồi." Nam cười hề hề rồi đưa ra nhận xét: "Con gái Nhật đứa nào cũng giống nhau, mặt cứ phèn phẹt, người thì tròn quay mà cởi ra thì..." Thục quát lên: "Thôi thôi, cái thằng kia lại sắp nói tầm bậy nữa rồi." Lần đầu tiên Hảo nhận ra thêm một điều nữa ở Thục, là Thục phải quản lý mấy gã con trai độc thân ở chung với nàng. Tuổi Thục chỉ sắp xỉ Nam và Trọng, nhưng rõ ràng nàng già hơn nhiều lắm. Nàng quát mắng Nam và Trọng y như những đứa em ruột của mình, mặc dù trên thực tế Nam chỉ là em bà con của Đảm, còn Trọng thì chẳng có chút liên hệ nào. Cánh cửa tủ áo bỗng hé mở, Chí thò đầu ra, đôi mắt ngái ngủ nhìn quanh và giọng nói mệt mỏi cất lên: "Ồn quá." Chí loạng choạng đứng dậy vào buồng tắm. Hảo ngần ngại trông theo, ân hận vì sự có mặt của mình đã phá giấc ngủ của Chí. Nhưng mọi người đều thản nhiên không hề bận tâm. Thục dục: "Thôi dậy ăn cái gì đi, lát nữa thì ngủ tiếp, cả nhà sắp đi rồi đấy nè." Hảo lo lắng hỏi nhỏ Thục: "Tối nay tao nằm ở đâu?" Thục hỏi lại: "Thế mày thích nằm đâu?" Hảo nói: "Làm gì có chỗ mà nằm." Thục im lặng một lúc rồi đáp: "Thôi thì tạm thời cứ nằm với tao, anh Đảm ngủ ngoài này cũng được rồi." Nam đã thanh toán xong con gà, gã bỏ lên chảo rồi chùi hai bàn tay vào quần, quay lại rủ Hảo: "Ở đây chật quá rồi, hay là tôi mướn nhà chị qua ở với tôi." Hảo chố mắt nhìn gã và bỗng dưng muốn chửi Nam một câu cho hả giận. Chưa kịp lên tiếng thì Nam lại nhắc lại: "Chị đồng ý không? Chị đồng ý ở với tôi thì tôi đi tìm nhà." Thục đã biết tính của Nam nên phất tay bảo Hảo: "Thôi nó nói gì kệ nó, đừng có thèm nghe." Nam tiến lại trước mặt Hảo đề nghị tiếp: "Mướn một bedroom thôi, tôi cho chị nằm trong phòng đó. Tôi nằm ngoài phòng khách, gác cửa cho chị. Đứa nào tán chị tôi đánh thấy mẹ nó." Hảo phì cười: "Người ta tán tôi thì việc gì đến anh mà anh đòi đánh người ta?" Đảm cắt ngang câu chuyện, chàng hỏi Hảo một lần nữa: "Cô đã phone cho cô Hằng chưa?" Hảo lắc đầu: "Chưa anh, định yên ổn đó, rồi em mới báo tin." Đảm lắc đầu: "Cô phải phone ngay đi, cô bỏ đi từ sáng hôm qua, làm sao chị cô an lòng được?" Hảo dè dặt nói: "Ngại tốn tiền của anh với Thục." Thục cười: "Thôi nếu mày ngại tốn tiền của tao thì chỉ việc trả lại tiền cho tao chứ khó gì. Đưa ngay số phone đây, tao gọi cho bà ấy. 12 giờ đêm rồi, có khuya lắm không? Con này chỉ vớ vẩn." Vừa nói Thục vừa đứng dậy bước lại góc phòng chỗ đặt điện thoại. Hảo móc bóp lôi ra cuốn sổ nhỏ lật tìm số phone rồi đọc cho Thục. Thục quỳ hai tay chống xuống thảm, cúi người xuống vì chiếc phone đặt trên sàn nhà
và sợi dây xoắn tít vào nhau trở thành cột ngổn. Ở đầu dây bên kia, ông Jim tiếp chuyện Thục. Thục giật mình ú ớ, múa tay một lúc. Ông Jim mới biết là Thục muốn gặp Hằng. Thục ngoắc tay gọi Hảo lại gần, rồi Thục nói với Hằng. Hello, bà Hằng đấy hả? Thục đây, còn nhớ không? Hằng lặng người cảm động, một lúc sau mới hỏi. Thục hả? Thế con Hảo nó có về đó không Thục? Thục nhấn mạnh. Chứ còn đi đâu nữa, nó đang ngồi lù lù đây này. Bà khỏe không? Sao bà không về đây luôn cho vui? Chỉ nó chán chết. Hằng sốt ruột. Thôi thôi, cho chị nói chuyện với Thục được không? Cho chị nói chuyện với nó đi Thục. Hảo gắt nhẹ. Từ từ đã nào, làm cái gì mà cuống lên vậy? Bà có ý định về đây không? Hảo nó đang ở đây với em này. Hằng thở mạnh, đặt bàn tay lên ngực. Từ hôm qua đến giờ chị lo quá. Nó bỏ đi chẳng nói với chị tiếng nào. Phần này gặp lại nó chết với chị. Quả thật đúng như thế. Từ sáng hôm qua đến nay, Hằng hết sức buồn phiền. Một phần vì không biết Hảo có về đến Vancouver an toàn hay không. Một phần khác Hằng bứt rứt vì Hảo không một lời từ giã và cảm ơn ông Jim, người bảo trợ mà nàng càng ngày càng quý mến. Sau đợt khách ăn sáng, Hằng lên lầu định đánh thức Hảo như thường lệ. Không ngờ Hảo đã đi lâu rồi. Nàng hoảng hốt chạy vào bếp, nhờ gã đầu bếp chở nàng ra bến phà, hy vọng Hảo còn đứng chờ ở đó. Nhưng máy bay của Hảo đã cất cánh. Hằng trở về nước mắt lưng tròng, điện thoại gọi ông Jim ra ngay nhà hàng và báo tin Hảo đã bỏ đi. Ông Jim tức tốc ra quán. Gặp Hằng, ông nói ngay. Tôi biết trước là sẽ có ngày em cô bỏ đi. Cuộc sống ở hòn đảo này không thích hợp với em cô chút nào. Rồi ông kéo Hằng lại một chiếc bàn trống, mời nàng ngồi rồi vào bếp, lấy cho mình một tách cà phê mang ra. Ông đặt tách xuống bàn, quay vô bếp lần nữa, lấy ly nước cam cho Hằng. Ông ngồi đối diện, nhìn cặp mắt ướt đẫm của Hằng và tha thiết nói. Cô đừng buồn, chắc chắn em cô về đến Vancouver sẽ phun cho cô ngay. Tôi xin nói thật là tôi mong cô ở lại trông nom nhà hàng cho tôi. Đằng nào thì em cô cũng đã đi rồi. Nếu cô bỏ đi luôn thì tôi đành đóng cửa quán mất. Hằng cố gắng giải thích để ông Jim hiểu. Tôi phải biết được tin tức của em tôi đã, rồi tôi mới an lòng ở lại với ông. Trong lúc bối rối, Hằng không nhận ra câu nói của mình hết sức vô lý. Bao lâu chưa được tin của Hảo thì nàng càng cần ở lại quán để chờ Hảo liên lạc. Chứ đi đâu bây giờ mà tìm? Nhất là Hằng vốn thiếu tự tin, chứ bao giờ dám một mình làm một việc gì. Ông Jim trấn an. Cô cứ an tâm, em cô sẽ phone cho cô ngay bây giờ. Từ đây về Vancouver chỉ có hơn một tiếng đồng hồ bay. Giờ này thì tôi chắc chắn là đã đến nơi rồi. Ông nhấc ly nước cam trao cho Hằng. Hằng đỡ lấy nhưng lại đặt ngay xuống. Ông Jim nhắc lại. Cô coi tiệm nhé, để tôi ra ngân hàng, chút xíu tôi trở lại ngay. Rồi suốt ngày hôm đó, Hằng đứng ở quầy không dám rời xa chiếc điện thoại. Mỗi lần nghe tiếng chuông reo, nàng hồi hộp chộp ống nghe thật nhanh và lại cứ thất vọng vì người gọi không phải là Hảo. Buổi tối thu dọn xong, ông Jim về nhà. Hằng lên lầu nhìn căn phòng quạnh quẽ xa lạ, không tài nào ngủ được. Vừa nhớ Hảo vừa vẩn vơ lo sợ vì lần đầu tiên nằm một mình. Mỗi tiếng động nho nhỏ dưới nhà, mỗi đợt gió biển thổi vào lay động màn cửa phành phạch đều làm Hằng choáng váng. Mở mắt ngồi dậy nhớn nhác nhìn quanh. Rồi bỗng có tiếng lạch cạch mở khóa phía dưới bếp. Rồi trong khoảnh khắc, Hằng thấy đèn bật sáng. Nàng run rẩy ngồi hẳn lên, rón rén bước lại cửa sổ, vén mảnh nhìn xuống, tim đập như phá vỡ lồng ngực. Thì có tiếng ông Jim vọng lên. Cô Hằng ngủ chưa? Tôi đây. Hằng thở phào, mặc vội chiếc áo len phủ ngoài cái áo ngủ, rồi mở vali tìm quần lót. Xong mọi việc, nàng nhìn mình trong gương, vuốt lại mái tóc và ra mở cửa. Ông Jim đứng chờ ngoài hành lang vui vẻ nói. Xin lỗi cô, chắc là cô ngủ rồi. Hằng đáp. Dạ chưa, em tôi chưa có phone, tôi không thể ngủ được. Ông Jim ấp úng nói. Tôi trở lại để thưa với cô câu chuyện này, mời cô xuống dưới nhà. Hằng để ý thấy ít lâu nay, kể cả lúc Hảo còn ở đây, không bao giờ ông Jim vào buồng ngủ của chị em nàng. Buổi đầu vì chưa dọn xong cái kho phía dưới, ông còn gửi Hằng vài thùng ly và giấy chùi tay nhét dưới gầm giường hai chị em. Nhưng từ hôm Eric con trai ông than phiền về việc ông bạc đãi Hằng và Hảo, ông thu dọn lại căn phòng và dành hẳn cho chị em nàng, không bước chân vào nữa. Mỗi khi bất đắc dĩ phải gọi Hằng hay Hảo, ông đứng dưới nhà bấm chuông và chờ hai chị em xuống. Ông Jim vói tay bật thêm đèn rồi kéo ghế cho Hằng. Ông ngồi đối diện đắn đo một chút rồi nhập đề.
cô ở lại với tôi nhé. Giọng ông khẩn khoản đến tội nghiệp, Hằng vội đáp. Tôi đã nói với ông rồi, tôi ở lại chờ tin em tôi. Ông Jim tha thiết hơn. À, nếu biết tin em cô rồi thì sao? Dĩ nhiên là chỉ nay mai cô sẽ có tin. Nước Canada rộng thứ nhì thế giới, nhưng mọi liên lạc đều rất nhanh chóng. Chắc chắn chỉ nội trong ngày mai cô sẽ biết em cô ở đâu. Chừng đó thì sao? Hằng trấn an ông Jim. Dạ thì tôi gọi nó về đây với tôi. Nói câu ấy, Hằng biết trước sự việc sẽ không xảy ra như vậy. Hảo sẽ rủ nàng đi, chứ đời nào mà Hằng rủ được Hảo quay về. Hằng chỉ muốn làm ông Jim yên tâm mà thôi, nhưng ông Jim cũng biết thế, cho nên ông hỏi ngược lại. Cô ơi, thế nếu rồi em cô kêu cô về Vancouver thì cô có đi không? Tôi biết trước là ngày mai em cô sẽ điện thoại rủ cô về Vancouver. Cô tính sao hả cô Hằng? Hằng nhìn ông Jim tội nghiệp, bất giác nàng nghĩ đến cảnh giữa một quán vắng thanh thang, nửa đêm có mình nàng và một người đàn ông. Giả như người đàn ông ấy bất thường, nàng không thể nào thoát khỏi tay hắn. Nhưng rõ ràng ông Jim trước mặt nàng lúc nào cũng khoan hòa mực thước, mà có dạo nàng hiểu lầm là chủ tâm bóc lột chị em nàng. Hằng nói, dạ dù có đi đâu thì tôi cũng ở lại làm cho ông một năm rồi tôi mới đi. Cái mốc thời gian một năm mà Hằng đưa ra chỉ vì nàng cảm thấy có trách nhiệm trả ơn ông Jim đã bảo trợ hai chị em nàng. Ông Jim sáng mắt nhưng vẫn níu kéo thêm. Cô không thích ở đảo này có phải không cô Hằng? Hôm trước nghe em cô than phiền như vậy. Hằng gật đầu đáp, vâng, đảo nhỏ buồn quá. Vậy thì nếu một năm sau, cô vừa hứa với tôi là cô sẽ ở lại đây một năm. Vâng, nếu sau một năm tôi bán bỏ cái nhà hàng này, tôi dọn vào đất liền. Có thể không làm nhà hàng nữa cũng không chừng. Có thể là tôi mở nhà hàng khác hay là business khác, việc đó thì tính sau. Nhưng mà bây giờ tôi giả sử là tôi vô đất liền thì cô có ở lại với tôi không? Dạ thưa, một năm thì còn lâu lắm, chừng đó chưa biết thế nào ạ. Không lâu đâu cô ạ, thời gian trôi đi nhanh lắm. Tôi hỏi cô để biết trước mà dự chủ tương lai. Nếu cô nhất định đi thì tôi đổi kế hoạch. Chuyện của ông thì ông cứ tính, đừng có nghĩ đến tôi. Tôi đâu có thể ở với ông cả đời được. Không có tôi thì ông muốn người khác lo gì. Ông Jim đứng dậy và bảo Hằng, thôi thế thì cô đi ngủ nhé. Tôi xin lỗi đã làm phiền cô, chúc cô ngủ ngon. Sáng mai tôi sẽ đến sớm phụ với cô vì em cô đã đi rồi. Ngay ngày mai tôi sẽ phone cho employment nhờ họ tuyển cho tôi thêm một người phụ việc trong bếp để thay cho em cô. Ông nói good night một lần nữa rồi bước ra cửa sau. Hằng chờ ông khóa cẩn thận rồi mới ủi hoài bước lên lầu. Đứng ở cửa phòng, nàng sực nhớ ra ngọn đèn trong bếp và cả một dàn đèn mờ dưới nhà hàng còn sáng. Nàng toan bước xuống để tắt nhưng lại ngại bóng tối nên cứ để nguyên, vào buồng khóa cửa lại. Hằng cởi áo ngoài thay quần lót, quay sang giường của Hảo rồi từ từ ngả lưng nhắm mắt lại. Bỗng chốc chuyện ra đi của Hảo không còn làm Hằng bận tâm nhiều nữa. Ông Jim đã giải thích rõ cho Hằng biết chỉ nay mai Hảo sẽ liên lạc về. Bây giờ mối ưu tư của Hằng lại chính là ông Jim. Hằng nhớ hôm lên đất liền lần đầu tiên, ông Jim ngồi bên nàng kể lể tiểu sử. Và nàng biết ông năm nay đã 41 tuổi, nghĩa là hơn Hằng đến 16 tuổi. Lúc mới nói chuyện, Hằng tưởng ông Jim muốn gạ gẫm nàng để gả cho thằng con. Không ngờ sau này khám phá ra hình như ông tán cho chính ông. Nhưng cả hai cha con đều không thể gắn bó với Hằng được. Lấy bố thì già quá, mà lấy con thì trẻ quá. Dù sao đi nữa, Hằng cũng thấy ông Jim là người tử tế. Và nếu ông cứ tiếp tục tử tế như thế này, thì nàng sẽ ở lại giúp ông một năm nữa như lời đã hứa. Hằng nằm suy nghĩ đến gần 3 giờ sáng mới ngủ. Sáng hôm sau, Hằng thức quá giấc. Dưới nhà đập cửa ầm ầm, nàng mới choàng dậy, lật đật chạy xuống mở cửa sau để người ta giao thực phẩm. Gã đầu bếp ngồi trong xe đậu ở góc sân bên cạnh. Mấy thùng rác phì phèo điếu thuốc nhìn Hằng mỉm cười. Hằng chỉ đưa mắt nhìn thật nhanh rồi quay chạy lên lầu để thay quần áo. Lúc nàng xuống quầy đã thấy ông Jim ở đó. Ông nhanh nhẹn chào Hằng rồi nhìn dáng điệu mệt mỏi của Hằng và ông lo âu hỏi, "Are you okay?" Theo thói quen, bất cứ khi nào nghe câu hỏi đó, Hằng đều trả lời như máy, "I am okay." Kỳ thực từ sáng đến nay nàng không okay vì nàng rất mệt. Ông Jim cũng nhận ra, ông ân cần nói,
cô lên phòng nằm ngủ thêm một lúc nữa đi. Khoảng 11 giờ thì cô xuống lo đợt khách ăn trưa. Hằng toan quay đi thì ông Jim tiếp. Nếu em cô phone thì tôi sẽ gọi cô dậy. Hằng nói cảm ơn rồi quay lên lầu. Nàng thay vội quần áo, tắt đèn, kéo hết màn cửa sổ, cố gắng ngủ thêm vài tiếng nữa. Ông Jim thay nàng tiếp khách buổi sáng, rồi nán lại đợi nàng dậy. Gần trưa vẫn không thấy Hằng xuống, ông áy náy bước lên gõ cửa. Khách không đông lắm, Hằng không xuống cũng không sao, nhưng ông Jim sợ nàng đau nặng, cần đi bác sĩ chăng, nên ông mới miễn cưỡng gọi nàng. Trong buồng, Hằng choang dậy, ngồi bật lên và đưa mắt nhìn đồng hồ trên bàn, ngượng nghịu vì mình ngủ quá giấc. Nàng luống cuống xỏ dép bước nhanh lại phía cửa và nói vọng ra. Tôi xuống ngay bây giờ. Ông Jim nói vào. Tôi đây. Jim đây, cô có sao không? Dạ không sao, tôi xuống liền ạ. Vừa nói, Hằng vừa xoay nắm cửa mở hé. Ông Jim xua tay. Khỏi, cô khỏi cần xuống. Tôi chỉ lên để hỏi thăm xem cô có khỏe không thôi. Cô nằm ngủ tiếp đi. Ông gật đầu chào và xuống cầu thang. Hằng rửa mặt thay quần áo, trang điểm qua loa rồi ra quầy ngồi. Quán đã thưa khách sau bữa ăn chưa? Ông Jim bảo Hằng. Không thấy em cô phone hay là cô ấy không nhớ số điện thoại? Hằng thở dài im lặng, vào bếp tự lấy cho mình một tách cà phê. Nàng mới tập làm quen với cà phê pha lối Mỹ từ 2 tháng nay. Lúc đầu thấy nhạt nhẽo lắm, nhưng cứ uống mãi để yên trí là có thể giúp mình đỡ buồn ngủ. Bấy giờ bỗng có tiếng phone reo. Ông Jim nhấc lên nói vài câu rồi trao cho Hằng. Nhận ra Thục, Hằng vừa mừng vừa giận, nàng hỏi thăm qua la vài câu rồi đòi gặp Hảo. Nghe giọng Hảo, Hằng quát lên. Tại sao về đến nơi không phun cho tao còn mất dạy? Hảo biết chị đang giận ứ lên tới cổ chỉ vì nhớ mình, cho nên Hảo cười để Hằng an lòng. Em mất cuốn sổ ghi số phone, tìm mãi bây giờ mới thấy. Sao, chị khỏe không? Ông Jim có nói gì em không? Hằng đổi giọng dịu dàng. Nói hay không thì ăn thua gì nữa, đằng nào thì mày cũng đi rồi. Thế mày về dưới đó được không? Hảo nói nhỏ. Thôi, để em viết thư cho chị, dài dòng lắm, nói phone tốn tiền chết. Nhưng mà em hỏi chị câu này, chị có về đây với em không? Hằng dè dặt đáp. Để từ từ coi, mày cứ viết thư, kể thật rõ cho tao đã. Hảo gắt lên. Ở làm gì trên cái chỗ khỉ ho cỏ gáy đó? Thục rằng lấy ống nghe nói lớn. Chị Hằng, về liền nha, ở trên ấy làm gì phí cả tuổi xuân. Hằng đáp. Ừ thì về chứ, trước sau gì cũng về, gửi lời thăm anh Đảm Thục nhé. Thục nói cảm ơn chị rồi trao điện thoại cho Hảo. Hảo nói nhanh một hơi. Này chị chuẩn bị đi, em mướn nhà xong sẽ phone cho chị. Ở dưới này vui lắm chị ơi, mình phí cả nửa năm rồi. Thôi nhé, em viết thư liền đây, bye chị. Thục đứng dậy trở lại chỗ cũ bên Đảm. Nàng bảo chồng. Chị ấy gửi lời thăm anh đấy. Quay sang phía Hảo, Thục bình phẩm. Bà ấy có vẻ không tha thiết lắm, chắc là chưa muốn về đâu. Hảo thở dài nói. Chưa thấy ai kỳ như bà ấy. Lúc nào cũng nặng ơn với nghĩa, muốn trả ơn ông bảo trợ. Vô lý, mình đi thì người ta mừng, khỏi phải nuôi. Đảm ngồi yên theo dõi Hảo và Thục, lòng buồn man mác vì biết Hằng không muốn về đây. Hằng về hay không thì cũng chả liên quan gì đến chàng. Có thể Hằng về còn làm chàng buồn hơn là đằng khác. Nhưng chả hiểu sao, Đảm vẫn muốn nhìn lại Hằng. Chàng bảo Hảo, nếu cô Hằng không về thì Hảo mướn nhà riêng làm gì? Thôi thì cứ ở tạm đây cũng được. Hảo nhịn không được nữa, nhíu mày hỏi lại. Nhưng mà ở vào đâu? Con trai nằm lăn lóc thế nào cũng được, nhưng đàn bà con gái thì phải có phòng riêng chứ. Trọng chen vào. Bên Bắc Liêu có 2 phòng đấy. Hảo lắc đầu nói. Không ở như thế được, tự dưng lại dọn vào chung với một người không quen biết. Trọng thêm. Ông ấy già rồi đâu có sao. Già, biết đâu lại gặp phải già dịch. Hảo biết mình lỡ lời, vội nói lấp. Không, ý thì em nói là ở như vậy bất tiện lắm, người ta nói chết. Dứt lời, Hảo bước ra cửa và mọi người lục tục kéo theo. Đảm đi vòng ra sau nhà lấy xe. Thục lôi Hảo ra đứng sẵn trên lề đường đợi Đảm. Khoảng chừng 5 phút thì Đảm lái xe ra, đậu sát lề. Nhìn Thục và Hảo đi bên nhau, Đảm thoáng buồn vì thấy Thục lúc này ốm hẳn đi. Bên cạnh Hảo, nhan sắc Thục càng giảm sút, mặc dầu Hảo chỉ trang điểm rất sơ sài. Đảm nhoài người vói tay mở cửa xe, Thục chui vô trước, ngồi sát Đảm để nhường chỗ cho Hảo. Đảm dồ máy xe lao đi, hướng về phía chợ Tàu. Tiệm ăn buổi sáng còn vắng khách. Thục nắm tay Hảo lôi vào sâu trong góc, chọn chiếc bàn tròn sát cửa sổ. Đảm lẽo đẽo theo sau, kéo ghế ngồi bên Thục và giảng cho Hảo.
Đi ăn sớm thì khỏi lấy xấu, nhưng mà lại ít thức ăn quá. Thường thì khoảng 12 giờ trưa mới có nhiều món cho mình lựa. Thục ngắt lời. Ngồi đây lát nữa thế nào cũng gặp người quen. Dân Việt Nam đi ăn tiệm này đông lắm. Quả nhiên, Thục vừa dứt lời thì một nhóm đồng hương bước vào. Thục đưa mắt nhìn Đàm, nói nhỏ. Anh Trúc kìa. Đàm không quay lại, chàng rót trà vào ly và hỏi vợ. Ông ấy đi với ai vậy? Thục nói nhỏ. Mấy người nào lạ lắm. Rồi cả hai vợ chồng cùng cúi xuống cố ý tránh mặt Trúc. Hảo ngạc nhiên hết nhìn Đàm lại ngó Thục. Nàng từ hoang đảo về đây rất mong gặp gỡ bất cứ người Việt nào, cho nên trước thái độ của Đàm và Thục, Hảo lấy làm lạ và hơi thất vọng. Nàng ngơ ngác hỏi. Bộ quen hả? Đàm hững hờ đáp. Quen, ông ấy là dân du học ấy mà, có mời bọn này đến ăn cơm một lần tại nhà. Hảo lại càng thấy Đàm khó hiểu hơn. Người ta đã mời mình đến nhà ăn cơm mà bây giờ gặp lại không thèm chào. Tuy vậy Hảo không tiện hỏi thêm gì nữa. Thục chưa dứt câu thì Trúc từ bàn bên kia nhìn thấy Đàm và Thục, vội xô ghế đứng dậy bước sang thân mật vỗ vai Đàm. Đang ăn, Đàm buông đũa đứng dậy bắt tay Trúc. Dù không ưa Trúc lắm, Đàm vẫn nể Trúc vì hai lý do. Trúc là người cũ, định cư ở đây đã lâu tại Canada. Và hơn thế nữa, Trúc tốt nghiệp đại học, đang sắp sửa lấy bằng master. Đàm làm bộ đon đả. Ủa anh Trúc, lâu quá không gặp lại. Trúc ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Hảo. Thục vội giới thiệu. À, đây là Hảo, bạn em, mới đến đêm hôm qua. Trúc hơi giật mình nhìn Hảo, đôi mắt chàng thoáng hiện chút niềm vui. Sau cặp kính trắng gọng vàng rất hợp với khuôn mặt tròn đầy và nước da trắng trẻo thư sinh, chưa một nếp nhăn. Trúc năm nay đã gần 30, nhưng non rất trẻ. Du học năm 70, chàng vừa tốt nghiệp thì cưới vợ Canada để khỏi về nước. Cuộc hôn nhân dị chủng của Trúc kéo dài được có hơn 2 năm thì bể tung, chấm dứt bằng một cuộc ly dị nhanh chóng. Vì chàng chưa có con, Trúc điều đình với vợ đưa tiền cho nàng và giữ lại căn nhà hai người mua chung ở ngoại ô. Cái khuyết điểm và có lẽ cũng là ưu điểm ở Trúc là cuộc sống thường nhật của chàng quá ngăn nắp, cái gì ra cái nấy. Chàng Tây hơn cả Tây chính hiệu, giờ giấc ăn ngủ thời khóa biểu, xếp đặt như một cái máy. Tuy thế, thực sự Trúc không phải là người đáng ghét. Ngoài cái tính máy móc ra, Trúc rất có lòng với đồng hương. Bất cứ ai mới đến, Trúc đều ra tận phi trường hoặc ghé khách sạn thăm hỏi và sẵn sàng đưa đi chỗ này chỗ kia, chỉ dẫn và thông dịch. Chàng coi đó như một bổn phận của người đi trước đối với đồng hương buổi đầu sang xứ người. Chàng sốt sắng quá, đến độ làm nhiều người ngứa mắt và lên tiếng chửi. Sống với tập thể quả thật là khó, hững hờ quá cũng bị nguyền rủa, mà hăng say quá thì lại bị ngờ vực. Trúc thăm hỏi qua loa mọi người, dành nhiều sự chú ý cho Hảo, hỏi xem Hảo có cần gì thì Trúc sẵn sàng làm tài xế chỉ dẫn. Rồi chàng cáo từ trở lại bàn với bạn bè. Chờ Trúc đi khỏi, Đàm quay sang bảo Hảo. Ông ấy đang tìm vợ đấy. Đẹp trai, học giỏi, tính tình tử tế, tiền bạc đầy đủ. Nhưng mà cô nào xui lắm thì mới lấy ông ấy. Hảo ngạc nhiên nhíu mày hỏi lại. Sao kỳ vậy anh Đàm? Đàm rót nước trà vào cốc cho Hảo và Thục rồi mới trả lời. Tại vì anh đọc trong sách ấy, thấy người ta nói thế này, mà anh thấy đúng. Thứ nhất, đàn ông còn độc thân mà biết dành dụm để làm giàu là loại không xài được. Something wrong. Thứ hai là đàn ông mà ngăn nắp quá, nhà không có đến một hạt bụi cũng là loại không xài được, cũng là something wrong. Anh thấy rất là đúng. Nhà sạch quá thì bạn bè không dám đến chơi. Mình đến chơi ăn miếng bánh, chủ nhà cứ nhìn đăm đăm chỉ sợ mình rớt mảnh vụn ra sàn là chạy tới nhặt ngay. Sống như vậy đâu có được, suốt đời cô đơn. Thục gắp miếng xíu mại vào chén cho Hảo rồi lên tiếng đỡ lời cho Trúc. Tại anh ấy có một đời vợ rồi, cho nên rút kinh nghiệm phải gây dựng tương lai, lo làm giàu. Đàm cãi ngay. Anh ấy không đổi tính thì lấy ai về người ta cũng sẽ bỏ đi. Mặc dù anh ấy là người tốt, hình như cái lúc anh ấy có vợ, nhà cửa lại bê bối hơn là lúc ở một mình. Hảo hỏi cho có chuyện. Thế vợ chồng bỏ nhau lâu chưa? Thục tặc lưỡi đáp. Vợ Canada, lấy nhau từ hồi còn du học. Lúc đó đâu có người Việt mà lấy. Xe đẩy thức ăn tấp nập đi qua đi lại, bốc mùi thơm ngào ngạt. Thục gọi bừa bãi, hầu như món nào cũng lấy, khiến Hảo phải đưa tay ngăn lại. Thục bảo. Thôi mày ở trên cái chỗ khỉ ho cò gáy đó làm gì có điểm sấm. Cho mày ăn một bữa cho mày sợ luôn. Hảo gật đầu và nghĩ ngay đến Hằng, đến những món ăn ngoại quốc mà Hằng khổ sở tập làm quen từ hơn nửa năm nay. Bây giờ chắc lại càng khó nuốt hơn,
Khi không còn Hảo bên cạnh, Hảo bùi ngồi bảo Thục. Làm cách nào tao với mày lên khiêng bà Hằng về đây chứ, ở trên đấy phí cả cuộc đời. Thục ngẫm nghĩ rồi đề nghị. Vé máy bay có đắt lắm không? Nếu không đắt lắm thì tao với mày cùng bay lên. Bà ấy thấy hai đứa chúng mình lôi kéo, bay ra mới siêu lòng mà theo mình về dưới này. Đàm ngồi trước mặt vợ không bàn góp, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn và nao nao nghĩ đến Hằng. Những ngày kế tiếp, Thục và Hảo chưa kịp thực hiện kế hoạch lên đón Hằng thì Đàm âm thầm một mình bay đi tìm Hằng trong một ngày mùa xuân rực sáng, hiếm hoi trên hải đảo mưa nhiều này. Đàm tìm đường không khó, bởi vì phố nhỏ tập trung gọn ghẽ dọc theo bờ biển.